Hi, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh YouTube đồ nghề Nhật Bãi của mình ha. Thì hôm nay mình sẽ lên sóng một suất đồ. Thì trong đó này nó sẽ vừa có đồ thanh lý vừa có đồ bình thường nha anh em. Thì anh em chịu khó xem kỹ giúp mình để mà chọn những cái món đồ phù hợp với anh em, hoặc là tay nghề anh em nào cao thì có thể sửa xài hoặc là gì đó thì tùy nha anh em. Đó thì mình nói ở đây rất là rõ ràng để cho anh em xem thật kỹ để tránh cái trường hợp anh em chốt xong rồi anh em lại kêu là mình tưởng nó còn xài được thế này thế kia ha. Rồi đầu đây, đây là cái số điện thoại của mình nè, 0385620885. Thì anh em vui lòng nhắn tin để chốt hàng và mình không có ship COD, mình có thể là mình sẽ nhận tiền trước và mình sẽ gửi hàng cho anh em sau. Còn anh em nào biết chỗ của mình rồi thì cứ nếu mà đặt hàng xong rồi tới lấy là được ha. Địa chỉ là số 55 Song Hành, quốc lộ 2, phường Tân Thuận, quận 2, Hồ Chí Minh nha anh em. Đó thì mọi thứ ở đây nó rất là rõ ràng, anh em cứ coi thật kỹ trước khi anh em quyết định xuống tiền nha. Rồi đầu tiên cái mã số 1 nè, mã số 1 này thì mình đánh dấu X nè. Thì đây là một cái cân bằng inox, cân tiểu ly. Thì mình nói sơ sơ nói ha, nó cân được tối đa là 6kg. Size số của nó khi mà 6kg là 1kg, và ở đây nó có rất là nhiều chức năng để ghi nhớ. Thì toàn bộ cái mặt cân này là inox, tất cả full inox. Thì mình có mở ra để mình coi chứ mình không có chọc máy gì nha. Trong này nó có một cái bộ lưu pin để khi mà cúp điện anh em có thể xài pin, và pin của nó là pin đời cũ. Thì cái cục pin đó nó sẽ hư, anh em bắt buộc phải thay. Cục pin đó nó nằm rời ở trong cái họng này nha. Đó, còn lại 100% là inox nha anh em, mình chưa có chọc máy vào bên trong này. Anh em mở ra thì thấy mặt nó rất là còn y nguyên, thì mình nghi là cái màn hình này nó bị hư nè. Đó thì ở đây nó sẽ xài cái nguồn điện là DC là 9V, và ở đây nó có một cái nguồn để mình tháo ra cho anh em coi. Cân này rất là xịn nha anh em, cân này rất là xịn. Cân này nó có cái thước thủy ở đây để anh em lấy cái cân bằng, và đây là cái mặt cân bằng inox rất là nặng, nặng khoảng 6kg nha, thân bằng inox luôn. Thì ở đây nó sẽ xài nguồn, thì mình không có cái cục adapter của nó, thì mình lấy cái nguồn này để mình test cho anh em xem. Thì nguồn của nó là 9V. Thì đây để mình cắm cái nguồn nó lên cho anh em coi. Thì tình trạng nó bị là nó hiển thị, nó không có hiển thị cái mặt số đây. Để mình cắm cho anh em coi cho kỹ ha. Thì đây là cái lỗ cắm của nó nè. Có thể cái lỗ cắm của nó bị dơ, tại vì mình đã nói rồi mình không có chọc máy. Khi mà mình cắm vào, mình bật nguồn, bật nó vẫn lên cái dãy số nhưng mà cái xong nó tắt, thì mình không biết nó bị gì ha. Anh em có thể nhìn ở đây đó, nó lên cái số xong nó tắt nha anh em. Đó thì cái này nó vẫn còn chạy nè, mình đang cắm nguồn vô nè. Ở đây nó có một cái vết ố, thì mình không biết phải do màn hình này, do lỗi do màn hình hay không nha. Tại vì mình biết cái loại này nó xài pin, thì khi mà xài pin á là anh em sẽ cắm cái này, cái lỗ này vừa là cái lỗ sạc và pin của nó nằm ở cái khối sau này, và cái loại này là loại chống nước. Đó thì anh em nào rành thì có thể sửa ha. Nó vẫn lên nhưng mà nó không có hiển thị nha anh em. Đây mình sẽ bấm cái nút on nè. Nhiều khi anh em phải lắc cái đầu đuôi này nè, nó mới nhiều khi cái đầu đuôi nó bị dơ. Đó nha anh em, thì cái tình trạng nó là bị như vậy đó. Đó thì cái cân này là bằng inox, nặng khoảng 6kg. Ở đây có lỗ sạc, và đây là cái bát gài để khi mà anh em cân á, cân thì anh em có thể hướng nó ngửa mặt lên hoặc mặt xuống thì tùy. Đây, mặt lên hoặc là xuống đây thì tùy. Đó, để anh em coi ha. Thì cân này ngoài bãi mình mua là 1 triệu. Thì nói chung đồ điện nó sẽ có hên xui, còn anh em nào cảm thấy dễ ăn này kia thì có thể ra. Và những cái đồ thanh lý này thì anh em nào trả giá mình sẽ chặn nha anh em, tại vì có rất là nhiều anh em hay hỏi bớt được nhiều nữa bớt, nói luôn là mình thà vứt bỏ ve chai với mình không bán bớt kiểu này nữa, không bớt nữa. Đó thì cái cân này khoảng 6kg thì mình thanh lý lại là 500, mua ngoài bãi là 1 triệu. Nói chung là anh em nào cảm thấy tài giỏi thì có thể ra ngoài bãi mua đồ điện ha, cảm thấy dễ ăn thì ra. Còn những cái lúc như vậy thì không có ai thấy, lúc lỗ sặc máu mua 1 triệu chiều bán 500 nó quá là bình thường luôn ha. Rồi tiếp theo mã số 2 thì ở đây mình sẽ có hai cuộn dây hơi. Đây, hai cuộn dây hơi thì hai cuộn này đều là hai cuộn mới nguyên chưa sử dụng ha. Có một cuộn mình bóc ra để thử thôi, thì cái tem nó còn ở cái cuộn này
Thì đây là của hãng Haco. Bên trong là 4 ly, ngoài là 5 ly. Chiều dài là 200m nha nè, 200m một cột. Thì cái cột này mình đã test hơi là 8kg. Đây, mình test hơi là 8kg rồi nha. Nó không nổ dây nha anh em, nó không nổ dây. Đây mình có test hơi là 8kg. Đó, mình test hơi là 8kg nên là anh em yên tâm luôn. Đây là cái đạn để mình test nè. Thì nó không có bị nổ dây, chẳng qua là cái chỗ này mình siết bằng chì á thì nó cứng vào đây nó rắc dây thôi, chứ nó không có phải là nổ dây nha anh em. Đó, mình đã test cho anh em kỹ là 8kg. Đó, dây này mặc dù nó mỏng, ngoài là 5 trong là 4, nhưng mà nó chịu áp rất là lớn ha. Anh em xài gần 8kg thì anh em một cuộc này là 200m. Anh em về có nhu cầu xài cái gì thì anh em có thể mua, hoặc là để dẫn cái làm dây dẫn khí hoặc là cái gì đó thì tùy, hút cái này hút cái kia tùy anh em. Thì mình bán là 500.000 một cuộn là 200m. Vị chi nó vô khoảng tầm 2.500 một mét nha anh em. Dây rất là mềm, nhưng mà bù lại thì nó chịu áp rất là lớn ha. Đó, rất là dai. Đó, thì hai cuộn nó giống nhau nha anh em. Có cái cuộn này là mình bóc ra mấy mét để mình thử nè. Thì nó còn khoảng tầm 190 mấy mét á nha. Thì tùy theo mà cuộc nào còn thì nhiều anh em sẽ lựa cuộc này là còn nguyên, nhưng mà nhiều khi mình bán trước thì nó sẽ còn cái cuộc này thôi. Thì mình có tất cả là hai cuộc đó nha. Anh em nào hỏi cuộc nào trước thì mình sẽ bán cái cuộc nguyên kia trước, tại vì nó có sẵn luôn cái thông số nè. Hai cuộc nào nó cũng có thông số này là của cái cuộc này, để mình dán qua luôn đó. Dây Haco, dây của Nhật nha anh em, nhỏ nhỏ nhưng mà chịu áp 8kg, giá là 500.000 một cuộn. Đây à, cái này mình bóc ra mấy mét để mình test đó. Rồi, tiếp theo mã số 3. Ở đây thì mình có 4 cái thanh quạt. Thanh quạt này là điện của Đức nè, made in Germany. Thì này là điện từ 12 đến 28V nha anh em. Đường kính cánh của nó là khoảng tầm 17 nè. Giá là 220 một cuộn. Thì cái này nó chạy motor từ ha, made in Germany. Thì từ 12 đến 28V anh em có thể chế lên xe tải hoặc là gì, bất kỳ cái gì. Công suất là 18W. Đó. Thì 12V nó chạy yếu thôi, 28V thì nó chạy mạnh. Điện DC mà. Xài ở bình ắc quy. Đây mình sẽ test bình ắc quy luôn cho nó dễ. Tại vì bình ắc quy của mình nó có 12V nè. À, để mình kẹp vào đây, xanh với đỏ nè. Cái này thì tại vì nó hơi bị hở ra ngoài. Rồi, 12V nha anh em. Anh em nào muốn mạnh thì có thể từ 12V đến 24V. Đó, rất là mát nha anh em. Anh em nào muốn nó không bị ù cái tiếng gió, anh em có thể tháo cái lưới ra. Thì mỗi cái quạt để nó đều có một cái lưới để nó hút nè. Và đây là đường thổi nè. Thì đường thổi nó sẽ không có trang bị cái ấy. Anh em làm quạt hút nhà bếp này kia cũng được. Anh em trang bị cái nguồn tổ ong 12V đó. 12V thì nó chạy êm hơn là 24. Tại vì 24 thì cái tiếng gió nó hú rất là lớn, nó bị cái tiếng gió thôi, chứ còn động cơ là chạy vô tư ha. 12V chạy rất là êm. Đó, thiết kế là từ 12, giá là 220.000 một cái. Thì mình có ở đây là 4 cái. Anh em nào lấy hết 4 thì giá của nó sẽ là 200.000 một cái nha anh em. Là 800, đều có lưới hết. Rồi, tiếp theo mã số 4. Mã số 4 cũng là 500.000 luôn. Mã số 4 cũng là 500.000 luôn ha. Thì cái hộp này là mình mua là 1.8 triệu. 1.8 triệu hay 2.2 triệu vậy mình không nhớ. Nhưng mà nó là cái bộ máy massage. Cái bộ này hồi trước mình có bán hình như là 3 triệu mấy á. Thì cái bộ này là mình cắm nguồn nó chỉ nổi lên tay chân là đầy đủ nha. Đây là cái bộ tay của nó. Đầu tiên là nó bộ tay. Thì cái bộ này nó tên là Bisem SDS. Đó. Thì đây là những cái tay của nó, made in Japan nè. Tay massage. Cái này là đầy đủ tay nè. Còn cái máy á thì để mình nói sơ qua cái máy này thì là
mình tưởng nó hư cái giác này. Cái giác này nè anh em. Cái giác này không phải, cái giác này. Cái giác nguồn nè, cái giác để mình cắm cái cục nguồn vô đó. Đây, đây là cái cục nguồn của nó. Cục nguồn nó thì sản xuất ở Đài Loan nha anh em. Nguồn nó là nguồn 12V 5A. Thì mình tưởng nó hư cái đầu giác này, mình mới cắt cái đầu này ra. Ha. Mình cắt cái đầu này ra để mình thử câu trực tiếp, nhưng mà vào cuối cùng nó vẫn vậy. Đó, chứ còn là ngoài ra là nguyên nhiên. Đây, đây là cái nguồn vô của nó nè. Mình sẽ dùng cái điện này để mình cắm. Tại vì mình cắt ra để mình câu trực tiếp, mình cứ nghĩ là nó hư cái hư cái chuyện nguồn, nhưng mà thực sự không phải. Đó, đây. Thì khi mà mình cắm nguồn á, nó chỉ lên cái xong nó chớp cái nó tắt. Đây. Anh em cũng sẽ nhìn thấy ha. Nó chớp xong cái nó chớp đèn lên cái xong rồi nó. Đó, nó chớp đèn cái mình cắm vô cái nó chớp đèn lên xong nó ngừng. Mình có bấm cái gì nó cũng không có lên, xong rồi mình nhả ra nè, nhả ra cắm lại nó vẫn vậy. Đó. Đó, cuối cùng nó vẫn nó bị cái gì thì mình cũng bó tay luôn. Đó thì cái bộ này là bộ máy massage. Mình chỉ có tháo ra mình để mình cắt dây nè, ốc ác này kia trong này là còn đầy đủ. Cái này là cái chống nhiễu của nó hay gì đó, nó không quan trọng lắm. Cái này là không quan trọng lắm trong này nha, nó chỉ có cái cục nguồn này nè. Để mình tháo từ cái giắc này ra. Đó, là nó nằm trong đây. Còn lại cái bo mạch của nó nè, là mình không có đụng chạm gì hết. À, thì anh em nào biết cái nguyên nhân hoặc là muốn tìm tòi này kia thì có thể nghiên cứu nha anh em. Còn cục nguồn của nó là cục nguồn này là AutoVolt, là xài từ 100 đến 240V. Mark in là Taiwan, thì cục nguồn nó đa số là Trung Quốc hoặc là Nhật. Còn cái máy, cái bộ máy này với cái đầu vô 12V đó, thì nó với cái bộ tay này là sản xuất ở Nhật hết. Đó. À, thì cái này nó xài nguồn có 12V thôi, thì đồ đạc trong này nó đầy đủ. Anh em nào có gan thì nghiên cứu. Đó, giá mình thanh lý lại là 500. Đó là mình anh em sẽ biết chắc nguyên nhân của nó là bị cái gì rồi. Còn đây là cái tay body, dây nhợ là đầy đủ nha anh em. Anh em chịu khó về nghiên cứu thì ấy lại thôi, mình chỉ có tháo bốn con ốc ở đây ra nè. À, tháo bốn con ốc ở đây ra. Đó, còn cái này anh em xỏ dây qua là gắn lại như cũ, không đụng chạm bất kỳ cái gì. Đó, nhiều anh em thấy như vậy kêu là sợ nó mất zin, nhưng mà mình mở ra để mình kiểm tra cái giắc thôi, chứ mình không có chọt chẹt vào cái. Thì những cái đồ điện tử như vậy khi mà mua nó còn hên xui lắm, thà đánh một cái tài xỉu, ví dụ như cầm 2 triệu đi. Mình mua 1.8 triệu hay gì đó, hay 2.2 triệu không nhớ. Thì cho là 2 triệu đi, thì đánh tài xỉu anh mình còn có cái cửa ăn. Đúng không? Đánh 2 triệu còn có cửa ăn. Còn ví dụ như mua 2 triệu sống bán được cao lắm 2.8 triệu, 2.9 triệu thôi. Nói chung là bỏ ra 2 triệu phải chấp nhận rủi ro thôi, một ăn hai thua. Đó, thì cái thùng này giá là 500.000 nha anh em, mã số 4. Rồi tiếp theo mã số 5. Mã số 5 ở đây thì mình sẽ có hai cái thanh ổ cắm điện. Đây, mình sẽ có hai thanh ổ cắm điện. Thì cái này nè, cái của nó bị gãy cái CB rồi, nhưng mà mình vẫn có cái CB của Nhật ở đây để cho anh em về anh em tự thay vào, xài được điện 110 220V, 20A nha anh em. Đó thì mình sẽ mở ra bên trong cho anh em coi. Thì cái này nó là chạy điện là 210 220 đều được, 110 220 đều được. Đó, cái thanh này nó sẽ gồm 4 ổ và nó rất là dày. Giá là 450.000 một cái nè ha. Thì cái này nó mất chiều dài của cái thanh này là 54 và chiều cao là 6. Cái này bằng thép. Đó thì cái này anh em sẽ bắt vào tường hoặc đâu đó thì nó sẽ cắm được 2 4 6 8 ổ. Thì mình sẽ bật cái này, mở cái này ra cho anh em coi bên trong. À, cái này thì nó zin của nó nè, nhưng mà nó đang bị mất cái hư cái CB. Anh em có thể thay cái CB này vô nha. Đây, CB của nó đây. Ha, mình đã kiếm cho anh em đúng cái loại để anh em gắn vào. Thì cái CB này là CB Mark in Việt Nam, như mình vẫn nói của hãng Nito, anh em có thể nhìn thấy thông số nè. Nó xài được 100 hoặc là 200. Mark in Việt Nam, anh em thấy không? Thì Mark in, mặc dù nó Mark in Việt Nam hoặc Mark in ở đâu thì đồ này nó sẽ là thị trường Nhật. Còn cái ổ cắm này
nó vẫn đạt cái tiêu chuẩn của Nhật nha anh em, đạt cái tiêu chuẩn của Nhật để khi mà anh em ở Việt Nam kiểu như anh em muốn mua cái CB này cũng không có, tại vì nó đâu bán cho mình đâu, nó không bán, muốn mua phải đặt từ bên Nhật về nó mới chạy từ bên đó về ha. Đó thì anh em thay cái CB này vô. Còn những cái này là cái của ổ này của là Nati hay gì á, công suất của nó là 1500W nha anh em. Anh em chỉ cần thay dây nguồn vào đây nè, dây nguồn đó, tháo cái này ra. Còn đây thì nó đi dây lớn hết rồi, dây này dây 2 chấm hết rồi. À, nó đi dư công suất luôn nha anh em, nên là anh em không có phải lo. Còn hai cái này anh em bắt vào tường, dây rất là đẹp. Nó tháo thay rồi, tại này nó gãy cái tay gạt á. Ở đây thì nó đang on. Những cái CB này là xài 100 hoặc là 200V đều được nha. Ở đây mình mua cho anh em là đúng lại luôn á. Đúng lại. Đó, là 20A. Loại này cũng 20A. Đúng rồi, 20A nè. À, loại này thì cũng vậy, cũng 20A. Đó, đều xài 100, 220 cũng được. Còn ổ này thì nó còn nguyên của nó luôn. Ổ này thì còn nguyên, còn ổ kia anh em phải thay thì giá là 450.000 một ổ. Nặng khoảng hơn 1 ký nha anh em. Hơn 1 ký. Dây trong này như anh em thấy nè, là đi dây rất là lớn, dây 2.0. Đây, cái chỗ số 2.0. Anh em thấy không? Mặc dù người ta đi có 1500W rồi nhưng mà họ lại xài tới dây 2 chấm. Dây 2 chấm nó tải được là khoảng tầm 2.000 đến 2.500 á, nếu mà theo tính toán an toàn á. Còn mình là mình nếu mà dây Nhật thì mình tự tin về dây Nhật lắm. Tại vì mình là người xài cái cọc dây 0.75 mà mình cho tải lên tới 3.000W mà dây nó không có bị, nó chỉ bị nóng thôi chứ nó không có bị chạy dây. Tại vì mình là người ẩu nên là cái hôm đó nó xém bị hư thôi chứ chưa hư cục dây của mình. 0.75 nhưng mà mình tải lên tới con máy rưỡi xe 3 ngựa là rất là kinh khủng. 2.000W. Còn cái này là 1.500 nhưng mà họ đã đi tới dây là 2.0 rồi. Rồi, còn quan trọng của anh em là anh em phải đi cái cục dây này. Dây nguồn vô ha. Này mã số 5 rồi, tiếp theo mã số 6. Mã số 6 ở đây thì mình có một cái cây cưa hơi. Cây này cũng bị xì hơi. Anh em nào về thích nghiên cứu thì nghiên cứu, giá là 200.000, rẻ hơn ngoài bãi. Cây này thì của Nhật nha anh em, của Nhật. Cây này của hiệu K, có nghĩa là Kuken. Đó, thì cây này mình sẽ cắm hơi cho anh em. Đây. Nó bị xì hơi. Nó bị rò hơi. Đây. Đây, cắm vô chưa gì nó đã ấy rồi. Đó, mình giữ lại thì nó xì hơi ở đây. Đó. Nó bị rò hơi nha nè. Rò hơi ở đây. Dưới đít nè. Còn cưa thì nó cưa cũng nhạy lắm. Anh em có thể tháo cái này ra, gắn cái lưỡi cưa của mình vô bình thường cũng được ha. Thì cái này nó bị rò, giá là 200, anh em nào thích thì về nghiên cứu. Mã số 6. Rồi, tiếp theo mã số 7. Mã số 7 cũng vậy luôn. Mã số 7 thì nó xì nó không ảnh hưởng, nó chỉ hao hơi thôi. Ví dụ khi mà anh em sơn nó sẽ bị hao. Thì cây này là cây Wider 61 nè, made in Japan. Đó. Giá là 450 nè. Bị xì nhẹ thì mình nói rất là rõ ràng cho anh em luôn ha. Đó, tiếp theo là cái bình này là bình zin. Bình này là bình IHS, bình zin, nắp zin của nó luôn. Đó, hàng nội địa của Nhật nha anh em. Hàng nội địa của Nhật. Thì cái này mình cũng sẽ test cho anh em. Là đây. Khi mà cắm hơi vào. Nó bị xì nhẹ ở ngay chỗ cái cò nhưng mà nó không có ảnh hưởng tới cái sơn. Khi mà anh em cắm nó sẽ bị hao hơi thôi. Đây. Đó, anh em thấy không? Chứ nó ra thì vẫn ra bình thường. Các chức năng còn lại hoạt động là ok nha anh em. Như là chỉnh tê, chỉnh xè gì đều ok. Bếp này là bếp 1.3 ha. Đây, để mình chỉnh xè.
chỉnh cái này đó anh em thấy không, chỉnh nó ra rất là mịn, có điều nó xì nhẹ thì nó không có ảnh hưởng gì tới cái không có ảnh hưởng gì tới cái gọi là gì ta, nó chỉ hao hơi thôi, thì rất là nhẹ, anh em phải kê sát tay vô đây anh em mới nghe được, còn cái này là chỉnh độ ấy rộng này kia đó. Bếp nè, bếp cũng đẹp lắm, không bị gì hết đó. À, bếp này là bếp 1.3 à. Đó thì tất cả mọi thứ mình đều nói là rõ ràng. IHS nè, IHS thì cái bình này là bình zin luôn, vì cái bình zin này không mà mua mới thế vào cũng 300-400 ngàn rồi, không dưới 400 ngàn nếu mà nói về bình zin đúng hàng của nó ha. Đó thì mình ở đây mình bán 450 ngàn, anh em nào yêu cầu yếu yếu á, không cần quá ấy này kia xài cũng được không vấn đề. Ví dụ như anh em cắm nhiều như vậy nè thì nó hao hơi ở đây thôi, chứ nó đâu có ảnh hưởng tới cái kết cấu này kia đâu, tại vì phần này nó không liên quan tới phần sơn. Khi mà chỉ khi nào anh em bóp cái cò mà nó không ra hơi hoặc nó bị xì hơi quá mạnh khi mà anh em bóp cò, nó mới ảnh hưởng tới phần sơn, tại hơi lúc đó là nó không đi qua cái bếp nữa ha. Thì cây này giá là 450 ngàn. Rồi mã số 8, mã số 8 thì ở đây mình có hai cái công tắc Mitsubishi, thì bằng nhựa ABS, công tắc điều khiển quạt chân. Thì cái này là nó có điều tốc 5 số, còn rất là mới và rất là đẹp, trong này có một cầu chì bảo vệ. Thì giá hai cái này là, mình mở ra cho anh em coi, hai cái này là 190 ngàn nha anh em, hai cái điều khiển quạt hoặc là gọi là điều tốc á. Để mở cái này lên, điều tốc anh em muốn mở anh em phải cậy cái nắp lên trước, cái nấm á ha. Đó anh em cậy lên xong mở cái này ra, thì trong này nó sẽ có cái tụ và anh em vô hai cọc dây, vô cọc dây lửa ở đây đó, thì anh em sẽ điều tốc quạt hay là các thiết bị của mình, hoặc là anh em muốn chế cho cái nào cũng được, xài điện 220 đó. Đây anh em sẽ quay điều tốc là 1, 2, 3, 4 số, còn về không là tắt nha anh em. Trong này nó có cái cầu chì để bảo vệ, cầu chì được bọc nè, hàng này hàng của Mitsubishi ha. Đây và đây là cái hướng dẫn của nó, đát con này là tháng ngày 2 tháng 5 2018. Cái loại này không có bán rẻ ngoài thị trường nha anh em, nó chỉ bán theo quạt thôi đó, nó chỉ bán theo quạt thôi. Anh em nào mua quạt thì nó trang bị, còn anh em nào có quạt trần cũ này kia muốn thay đồ xịn sò thì có thể mua cái này. Hai cái giá là 190 ngàn nha anh em, có nghĩa là chưa tới 100 ngàn một cái. Mình còn đâu, hình như mình mới lấy thêm, nó còn đâu khoảng tầm 30 cái hay gì đó nè. Anh em nào muốn lấy hết nghiên cứu thì liên hệ mình nha. 190 ngàn, mã số 8. Rồi tiếp theo mã số 9. Mã số 9 ở đây là 500 ngàn. Thì ở đây mình có một cái gọi là cái tay quay cổ còi hú báo động của Nhật. Cái này thì tuổi đời nó khoảng hơn 50 năm nha. Cái này là còi hú báo động, thì ở đây nó có một cái này, nó dán ở đây để nó khuếch đại cái âm thanh, nhưng mà nó bị móp rồi nên là mình tháo ra, chứ đúng ra của nó là vậy nè ha. Anh em hoặc anh em có thể là về làm miếng nhôm khác để anh em đây, để mình gắn nó vô luôn. Cái này là còi hú báo động, xài từ thời Thế chiến thứ 2 hoặc là từ thời chiến tranh, để báo động cho trên các tàu chiến hoặc là trong một cái ngôi làng đó, ngôi làng nào đó khi có cái sự cố gì. Để mình bắt cái này cho nó đúng rồi. Đây đúng rồi, con ốc kia nó rớt vô trong rồi. Tại vì những cái này là nguyên zin, mình thấy nó bị móp thì mình tháo ra lau chùi sạch sẽ. Đó. Đây, con ốc nữa chút mình bắt ha. Thì cái này là anh em sẽ bắt vào tường hoặc vào đâu đó, cái tuổi đời này trên 50 năm. Thì đây khi mà anh em quay càng to thì hú càng lớn ha. Khi mà anh em quay ha, cái nhôm này, cái miếng tem này là miếng tem
tem của nó khi mà mình vệ sinh mình có tháo ra và mình dán lại bằng keo dán sắt nha anh em. Đó là nói thẳng luôn, mình vệ sinh nè. À, tại vì nó dính keo nó qua 5 tháng nó cũng bị xúc ra. Đó. Ha. À. Đây khi mà anh em quay càng to thì tiếng kêu càng lớn nha. Thật ra cái này nó ở cái thiên hướng đồ cổ cho anh em sưu tầm thôi. Tại vì cái này là cái còi báo động. Cái này một khi nó hú là cả xóm đều nghe luôn nha anh em. Anh em về gò lại cái miếng tôn này để nó khuếch tán cái âm thanh đi nó được tốt hơn. Cái này nó cũng tương đối nhỏ chứ nó không có lớn. À, chiều ngang của nó, đường kính của nó là khoảng tầm 12 đến 13, khoảng 13. À, chiều cao tối đa tính từ hết tay quay luôn á là khoảng tầm 25. À. Đó, con này là cổ lắm rồi nha nè. Nhiều khi mình nói 50 năm chứ nhiều khi nó từ thời Thế chiến 2 á. Giá con này là 500.000. Rồi tiếp theo mã số 10. Mã số 10 ở đây mình có một cái đồng hồ hơi. Đồng hồ này là mới 100% chưa qua sử dụng. Thì ở đây xài bước răng là 17. Thì cái đồng hồ này cái mặt lớn của nó là khoảng tầm 13 nè. Anh em nào có máy hơi mà cỡ vừa vừa hoặc là cỡ lớn lớn á, nói chung áp anh em xài khoảng 8 đến 10 kg, anh em có thể gắn cái này. Nhìn từ xa anh em có thể thấy rõ mặt số nè. Và áp tối đa của nó là 35kg. 3.5 MPa là tương ứng với 35kg ha. Của hãng Daichi Keiki nè. Giá là 300.000. Mới tinh tình tình luôn nha anh em. Cái này là còn trong bọc luôn á. Mình bỏ ra ngoài để quay clip cho anh em á. Giá là 300.000. Răng này là răng 17. Anh em muốn xuống răng 13 thì mình sẽ mua cho anh em một cái chuyện răng ha. Để anh em gắn vào cái răng 13. Đó, ở đây nó có ba cái để khi mà anh em không muốn bắt vào đứng thì anh em có thể bắt vào cái mặt bít, ba cái lỗ ốc. Rất là mới nha anh em. Mới 100% luôn. Đó, chỉ có một điều cái là ngoài bãi á, thì quăng tới quăng lui nó bị cứng một xíu 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 ở đây. Ha. Cái mặt số này rất là rõ. Nhìn từ xa anh em có thể biết ha. Rồi, giá của nó là 300. Rồi, tiếp theo mã 11. Mã 11 ở đây thì mình có 3 cây kèn, hàng bãi giá là 300.000. Mình mua tính ra về gắn xài mà không có thời gian chế cháo nên bán luôn. Thì ở đây là 3 cây kèn xài điện là 12V. Ha, hai cây nhỏ và một cây lớn, tất cả đều là của Nhật. Thì mình sẽ test cho anh em bằng cái bình ắc quy. Cây này thì nhỏ quá. Cái lỗ này hơi nhỏ thôi để mình test hai cây lớn đi. Tại vì mình bây giờ mình không có thời gian rồi mình đi kiếm cái nhỏ nhỏ rồi mình chọt vô. Đây ha, một cây nè. Cây số 2 nè. Đó, tiếng rất là to. Cây này nữa thì nhưng mà cây này cái dắt của nó nhỏ quá, mình làm biếng mình chọt rồi mình chọt coi tự được không. Tại vì cái mình có cái kìm kẹp cái xấu kia cơ, nó nhỏ hơn, cái này không được rồi, thôi. Thì bạn nhưng mà mình bảo đảm ba cây đều hoạt động tốt nha. Cây này là 110 decibel. Đó, hai cây này là đường kính bằng nhau. Cây lớn đường kính là 8.5 nè. Cây nhỏ đường kính là 6.5. Mình tính lấy cây lớn mình chế vô xe quay nhưng mà cái hốc của nó quá nhỏ đi, nó hơi bị kẹt. Nên là nó không có vào vừa. Còn cái này thì không có dắt của nó. Chịu. Ha, ba cái 300.000 mã 11. Rồi tiếp theo mã 12. Mã 12 là một cây khò đứng của Japan. Giá là 250.000. Đây, cây khò của hãng Daike. Thì cái này là xài bình ga thông dụng của mình nha. Và nó phải mồi bằng hộp quẹt, nó không xài IC. Toàn bộ thân bằng đồng. Giá 250 nha anh em. Đây, để mình tắt điện, tắt quạt đi cho nó dễ. Tắt điện, tắt quạt đi cho nó dễ làm việc. Thì cây này anh em, mình sẽ hướng dẫn anh em bắt vô cái bình ga nè. Anh em lắp cái đầu lớn này vào đây ha. Phải bắt cái đầu lớn gài vào cái ngàm này. Tại vì nó xài 2 ngàm. Anh em coi kỹ cái đoạn này. Đó, ấn vô xong gạt qua đây ha.
anh em làm không ấy là nó xì ra. Thì cái này nó mồi bằng hộp quẹt, anh em mở ra nhỏ nhỏ, mở nhỏ nhỏ mới mồi bằng hộp quẹt được nha anh em, mở lớn quá không mồi được, tại hơi ga nó sẽ đẩy cái quẹt này bị gì nữa. Để mình đi lấy cái hộp quẹt khác. À, thì mình đổi cái hộp quẹt khác nè. Lửa cực mạnh luôn nha anh em, lửa cực mạnh luôn. Đó. Ha, thì cái này giá là 250 ngàn. Xài bình ga thông dụng của mình á, cái này cái ấy bằng inox rất là đẹp, khi mà lên nóng nó sẽ đổi màu. Thôi, nóng quá. Rồi, tiếp theo mã số 13. Mã 13 thì mình có một cái bán súng của cây súng Italy. Thì cây này là mình mua mới 100%. Mình mua mới là 1.250.000. Thì bây giờ mình dư xài nên là mình bán lại cho anh em là 1.1 triệu. Mình xài rất là ít. Tại vì mình xài ở nhà mà 1-2 tháng thì mình mới rửa xe ở nhà một lần. Đa số mình rửa xe ở công ty ha. Thì cây này là của Made in Italy, áp là 313, lưu lượng là 30 lít trên 1 phút và là nhiệt độ là 150 độ C. Đó đây. Thì cái này nó dính cái keo khóa ron của mình thôi nha, chứ ngoài ra là bình thường. Đó. Rất là mới, nó chỉ có bán thôi nha anh em. Hồi trước mình bán một cái lô Italy có 1.2 triệu một cây, cả bếp cả vòi, cuối cùng là bây giờ ngoài bãi là bán cây súng rửa xe nhiều khi không có gì. Nhiều khi anh em chưa biết là nó bị gì luôn á là đã bán 1.5 triệu, 2 triệu rồi. Ha, thì cái này là mới 100% lúc mình mua khoảng cách đây 2-3 tháng gì à. Đó, tại vì mình xài máy nước nóng mình mới lại cần cái này. Thì sau đó bán máy rồi nên là còn lại cái bán súng này thì là 1.1 triệu. Anh em không có bét nha anh em, bét mà anh em mua rồi là 500.000 một cái, còn không thì anh em có thể xài bét Đài Loan, còn bét Ý là 500.000 một cái bét. Đó, cái này là thân toàn bộ bằng đồng nè, phần này là bằng thép nè, nguyên bộ phần lên đây bằng đồng, anh em có thể thấy ha. Made in Italy, giá là 1.1 triệu. Đó, ra ngoài bãi anh em không có biết hên xui, nhiều khi bị rò nước, anh em sẽ để ý là mình bán mấy cây rò nước cái bán rất là rẻ tại vì nó là thanh lý mà, thì mua ngoài bãi giờ hên xui lắm ha. Mã 13 giá là 1.1 triệu. Rồi tiếp theo mã 14. Mã 14 ở đây giá 350 ngàn. Đây là một cái cây bơm mỡ bò của Nhật, của hãng Yamada, hàng nội địa của Nhật. Đó nha, cây này thì còn rất là mới, rất là đẹp. Đó, cây này thì nó còn luôn mỡ hay gì á, mình chưa có mở ra nè. Đây, cây này còn luôn mỡ mà mỡ nó hơi cứng, anh em về phải bỏ cái mỡ cũ đi thì anh em mới xài được nha. Đó, đây thật sự nó cũng không cứng lắm đâu mà nó đó, anh em tắt ra thì anh em vẫn xài được ha. Đó, cái này chiều dài của nó là khoảng tầm 50-60 gì đó, đường kính ống là khoảng tầm 50. Đây, chiều dài tối đa luôn á, chiều dài tối đa là khoảng tầm 53 nha, 53. Đó, thì cái đường kính ống này là khoảng 50. Anh em mua mỡ bò anh em sử dụng bình thường thôi, bỏ cái mỡ cũ thôi. Đây nè, mỡ cũ thì nó vẫn lên bình thường. Đó, có điều là nó hơi khô ha. Giá là 350. Rồi, nãy là ở cái số 10 á thì mình chưa có cái ở cái số 10 á thì nó có một cái cọng dây hơi nữa, thì cọng dây này là kéo giãn ra được 5 mét, giá là 500 ngàn. Thì cái này là của Nhật nè, nhưng mà nó chịu áp được có 0.7 kg thôi nha anh em, 0.7 kg. Ở đây là đường kính dây là 5 x 8, anh em nào cắm vô 8 kg nổ dây mình không chịu trách nhiệm nha. Mình muốn thay cái này nó bị đen nhưng mà mình không có cái cục này nên là chịu, cái cục này rất là hiếm.
đó, nó là đầu tự động mà nó xài cho dây nhỏ nữa, anh em chỉ việc cắm hơi vô và anh em sử dụng thôi. Thì cái này là cái mã 10 cũng là cộng dây hơi nha anh em. Thì khi mà anh em chốt, anh em phải nhắn cho mình là cộng dây hơi. Khi mà anh em kéo ra hết thì nó khoảng tầm 10 mét, à khoảng tầm 5 mét. 5 mét nha, giãn ra hết được khoảng 5 mét nha anh em. Đó, dài lắm. Đó anh em thấy không? Nhưng mà có điều là nó chỉ chịu có khoảng tầm là 7 kg thôi nha. Anh em xài cho 8 kg, 9 kg, 10 kg nổ dây mình không đền đâu nha. Mình nói trước. Thông số của dây nó rất là rõ ràng. Có những cái nó chịu được áp 8, áp 10 nhưng mà cái loại này nó chỉ chịu được có 7 thôi. Nè, giá là 500.000. Mã số 10 nha, mã 10 dây hơi, còn cái kia là 10 đồng hồ đo hơi. Đây, 10 đồng hồ đo hơi. Rồi, tiếp theo cái mã số 15. 15 ở đây thì nó sẽ có hai món. Một là cái bếp phun nước nè, bếp phun nước để anh em tưới cây, tưới vườn. Hai là cái tay tưới lan. Tay này là 450, tay này còn rất là mới. Cực kỳ đẹp luôn. Chiều dài của nó là khoảng tầm 39 40. Thì cái công tắc ở dưới này là vừa là tay vặn, vừa là tay vặn nè. Vừa là cái điều chỉnh tia hoặc là độ xè. Thì ở đây nó có sẵn cho anh em một cái khớp xoay. Đây, cái khớp này là khi răng 13, khi mà anh em gắn vào á, gắn đây là cục dây đúng không? Anh em xoay cái súng mà nó không bị gấp dây và nó không bị chảy nước ở đây, nó rất là hay. Cái cục này anh em muốn đi mua cũng không có nha. Đó, thường á, rớt ngoài bãi nó hay chỉ có dày thôi, là nó sẽ không có cái khớp xoay, còn ở đây là nó dính liền tất cả các thứ luôn. Thì anh em chịu khó anh em cuốn cao su non vô đây. Đó, rồi anh em gắn cái này vào và anh em nối cái cọc dây lên thì nó sẽ thành một cái khớp xoay. Mình ví dụ cái dây nó cột vô đây cứng ngắc đi thì anh em sẽ xoay được 360 độ mà không có ảnh hưởng tới cái cọc dây. Đó, và anh em chỉnh tia chỉnh xòe ở đây rất là đẹp. Đó ha. Cái này là bằng đồng nhưng mà nó xi inox để nó tránh cái hiện tượng ăn mòn của thuốc hoặc là của thời tiết khi mà anh em làm ngoài trời. Cực kỳ đẹp. Giá của nó là hai cái này là 450.000. Rồi mã số 16. Mã 16 là một cây xịt hơi và nước của hãng Iwata, giá 450.000, còn rất là mới và rất là đẹp ha. Mã là EC-3B của hãng Iwata nè, một cái hãng chuyên sản xuất đồ hơi. Đó, thì ở đây nó sẽ vừa xịt hơi vừa xịt nước. Đây mình không có cái ống ha. Khi mà anh em muốn xịt hơi đó thì anh em xịt vào đây thì nó sẽ lên. Anh em nối ra cái ống á, tại giờ mình làm biếng mình test quá, tại vì không có người quay cho mình. Thì anh em cắm cái dây này xuống, bóp thì nó sẽ hút cái nước lên đây nha. Giá là 450.000. Mã 17. Mã 17 ở đây là một cái cây đo hơi. Cây đo hơi và một cây bơm xe, giá là 350.000. Cây này là cây đo hơi cỡ lớn nha anh em. Anh em đo được bánh xe tải luôn. Nè, của Made in Japan. Thì đây tối đa của nó là khoảng tầm 10 kg. 10 kg. Và đây là một cái cây bơm bánh xe. Khi mà anh em bơm xong anh em có thể đo nha. Cây này đo rất là chính xác. Mình đã test hết rồi. Là Made in Japan. Test tại vì cái này inox còn mới quá nên là nó bị chóa. Đó, và đây là cái dải đo của nó là tới 10 kg. Thì đẹp nhất của nó đo là chính xác nhất là từ 2 đến 9 kg nha. Mình cũng không có để thấp quá hoặc là cũng không có để sát quá, tại vì khi đó độ chính xác nó sẽ không còn. Rồi, mã 17 giá 350.000, hai cái. Rồi, tiếp theo mã 18. Mã 18 ở đây thì mình có một cái hộp đinh inox nè. Đinh này là đinh inox nha, dành cho một số anh em nào mà ở vùng sông nước mà muốn đóng cái sàn gỗ hay là gì đó để tránh bị mục đinh đó. Thì đây là cái đinh inox. Đinh này là đinh mấy phân nè? Đinh này là đinh 5 phân. Đinh 5 phân nha anh em. Đinh 5 phân. Đó, inox full. Inox là inox 304. Và đây mình sẽ có một cái hộp đầy đủ luôn tất cả các loại ốc inox khi mà anh em cần đó. Cái này lặt vặt thôi nhưng mà nó nhiều loại. Đây nè, thì mình sẽ mấy bịch long đền nè, long đền inox nè, ốc inox nè, ốc này ốc nhỏ, ốc bắt gỗ hay bắt gì đó mình cũng không rành. Đây là con tán, con dít. Đó, mấy bịch của nó nhiều loại.
đó để anh em bắt sắt bắt gỗ gì đó ha. Đây là cũng là vít nè, vít này 3 x 20. Đây cũng là cái miếng để anh em bắt mấy cái thùng gỗ bắt vô với nhau. Long đền inox, long đền này là long đền 4 ly, bên trong 4 ngoài 10. Ốc ác gì nhỏ xíu cũng có nữa, nhưng mà bằng inox không à nha anh em. Long đền nè, gỗ bịch này là bằng sắt nè, long đền que này bằng sắt đó. Còn mấy cái này để anh em bắt là bằng inox nhiều lắm nè, ốc tán inox nè, tùm lum á đó. Nói chung 99% là inox nha anh em ha. Thì đây nó cũng còn mớ nữa nè. Thì hai cái món này mình bán giá là 450 ngàn. Nhiều khi cần đó, nhiều khi cần chạy ra mua mấy con long đền này kia 4 ly 3 ly này kia nó mất công. Còn đây là đinh inox rất là hiếm gặp nha. Đinh thép của Nhật mình gặp rất là nhiều, nhưng đinh inox thì bây giờ mới gặp lần đầu. Đó nguyên một hũ luôn, nó khoảng tầm gần 1 kg luôn. Rồi tiếp theo mã 19. Mã 19 ở đây thì mình có một con đội giá là 900 ngàn. Con đội này là con đội 2 tấn của Nhật, giá là 900 nha anh em. Giá này là bằng bãi bán rồi. Thì con này nó nâng chiều thấp tối nhất, thấp tối thiểu là 135 và nâng cao nhất là 385 ha. Nó xài bằng thủy lực. Thì ở đây nó có cái tay quay của nó và anh em có thể nâng lên. Đó. Đó, con này rất là đẹp nha anh em. Đẹp, mới. Đó. Bánh xe ngoài bãi, bánh xe bằng thép. Thì con này nâng tải là được 2 tấn. Tải được 2 tấn. Đó, có tay cầm. Và đây là cái tay xạ của nó ha. Còn đây là khi mà anh em nâng lên nè, giá là 900. Nâng cao được là 40 nha. Con này là đội cá sấu nha anh em. Đó. Rồi tiếp theo mã số 20. Mã 20 ở đây là một cái, cái máy rửa, cái máy rửa của hãng Citizen, máy rửa siêu âm dành cho anh em nào mà làm vàng bạc nữ trang á, thì cái này nó thích hợp. Thì điện của nó là 100V, công suất là 26W, là sản xuất hàng này sản xuất ở Nhật nha. À, sản xuất ở Trung Quốc, xuất qua thị trường Nhật. Thì đây là cái điều chỉnh phút nè. Và đây là công tắc tắt mở. Thì mình ví dụ đây, khi mà anh em đổ nước vô đúng không? Để anh em rửa. Anh em phải có cái gì chuyên dụng của nó mới được nha. Cái nước rửa chuyên dụng của nó mới được. Đây. Đẩy vô. Đẩy nắp lại. Cái này thì nó chỉ cho tối đa anh em là khoảng tầm 5 phút thôi. Đây. Thì khi mà anh em điều chỉnh đây. Nè. Thấp nhất là 1 phút nè. 60 giây. Bài nó tính là giây đó nha anh em. 300 giây là 5 phút. 240 giây là 4 phút và anh em bật bắt đầu chạy. Khi mà anh em set xong á, đây. Set xong đúng không? Để mình tính 1 phút đi. Rồi anh em bật thì nó sẽ chạy ha, và trong này nó sẽ rung. Nó sẽ rung cái ấy để nó đưa cái đây nó sẽ rung. Rung để nó làm sạch mấy cái chất dơ trong này và nó có tiếng e e, và khi hết cái thời gian còn 45 giây, 44 giây nè, nó sẽ ngắt. Cái này thì anh em muốn rửa sạch anh em phải dùng cái hóa chất chuyên dụng nha. Thì hình như nó khoảng tầm 200-300 ngàn một cái nước rửa đó đó. Nó khoảng tầm 1 lít. Thì cái này nó phù hợp cho anh em rửa nữ trang, vàng bạc đồng hồ. Nó nhỏ thôi, chiều ngang của nó là tầm chiều dài của nó là tầm chiều ngang của nó là tầm 15 nè, chiều dài là tầm 20 và chiều cao là khoảng 12 đó ha. Nó rửa bằng cái hóa chất thì hôm qua mình đã test rồi, khi mà thảy vào á nó rung một cái là mấy cái hóa chất dơ trong cái nhẫn đó, nó búng ra, nhưng mà mình không có cái nước của nó không có làm bóng được, nó không làm sạch, và khi hết là nó ngưng ha. Nó về rồi nó ngưng nè, nó tắt cái đèn đỏ đi và anh em tắt ha, tắt bằng tắt nguồn đó, mở lên và lấy ra. Cái này tại vì mình đang dùng cái gì đó, cái nước thường để test cho anh em thôi, chứ còn không có nước chuyên dụng để rửa. Cái này thì của hãng Citizen để rửa vàng bạc trang sức đá quý gì đó tùy.
rồi kim cương cũng được. Kim cương nhiều khi đeo vô cái xong mà nó bị dính mồ hôi của mình, bám bụi này kia, kim cương á mình rửa cái nó bóng lên dữ lắm. Rồi tiếp theo mã 21. Mã 21 ở đây thì giá là 600.000. Ở đây mình có nguyên một cái bộ dây đai luôn. Dây đai an toàn toàn thân. Rồi bây giờ mình sẽ đi test mấy cái clip cho anh em. Thứ nhất là test về cái này đi. Test cái này với test cái bộ dây đai. À, thì mình không có cái dây dài, mình làm cái dây ngắn đỡ nha. Đó, mình đang thấy kịch nước nè. Tại vì cái nền nó hơi trắng. Nó ra rất là mịn nha anh em. Tại vì cái dây của mình nó hơi ngắn nè. Đó. Ha, thì cái này là hoạt động tốt nè. Anh em muốn hơi muốn hít như thế nào thì anh em cắm cái này vào cái hóa chất hoặc là cái gì đó thì anh em sẽ hút nó lên, nó sẽ tự gọi là nó sẽ tự hút cái nước lên và nó sẽ ra cái đầu này. Đầu rất là đẹp nha anh em. Ha, giá của cái này là 450.000. Rồi thì tại vì hôm nay mình quay có một mình à, thì mình đã mặc được cái đồ bảo hộ toàn thân vô rồi nhé. Thì khi mà anh em sử dụng á, đây cái này anh em sẽ móc vào cái sau lưng à, cái này anh em buộc phải móc vào sau lưng cái chỗ mà mình đang ấy đây nè à, và cái này có hai cái thì anh em sẽ móc sơ cua vào hai cái thanh mà anh em cần đó. Nha, cái này thì anh em sẽ tăng chỉnh theo cái cỡ của anh em. Tại vì mình đang để nó rộng thùng thình nha anh em. Rộng thùng thình thì nó sẽ hơi khó chịu cho mọi người. Đó. Thì anh em sẽ tăng chỉnh theo cái cỡ lại. À, hai cái này thì anh em sẽ móc sơ cua vào hai cái thanh đà hoặc là cái gì đó. Hoặc là khi mà anh em dời qua bên này, anh em phải tháo một trong hai thôi chứ không thể tháo hai. Cái này nó tàn thân và nó sẽ móc trong người anh em như vậy. Ha, tại vì mình quay clip một mình thì nó sẽ hơi bất tiện. Anh em không có coi được toàn thể. Đó, và đây là khi mà anh em tháo ra nè. Ấn cái này xuống tháo ra. Và cái này anh em phải tháo hai tay nha. Chứ một bên thì anh em nó sẽ không có cho anh em tháo. Đó, ở bên này cũng vậy. Đó, rất là đầy đủ và rõ ràng. Rồi, xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại ở một video tiếp theo.